是因为一个小部分的其他都好玩的，我很烦，我坐下来，但是他也在讲，你会给我的。好。anh ấy bảo là phải thắt 2 đến 3 lần nữa với có thể đỡ được đấy. Chú bây giờ, chú bây giờ hay đau à? Chưa thắt không không có cảm giác gì. Nếu bây giờ có cảm giác gì không? Dạ, có thấy cảm giác. Đau à? Thấy cảm giác như là nó thích thích à? Trước cũng như là tuột chắc. Nếu mà cảm giác mà 2-3 lần nữa mà không được thì ông bảo là phải ấy đấy. Khai tao là mổ đấy. Cứ khai tao thì mới làm công việc được. Đa cái khai tao có thể chú viện mà, có thể chú viện mà. Có thể chú viện. Ờ, tại chú viện hay là tại tại Sa Lu? Tại đây. Ở đâu công tác? Ờ, chúng tôi ở Thông Xiao. Thông Xiao thì ở đây gần hơn. Ờ. Trước tại tại làm một lần xem nào, được không? Được. Nếu không chạy ra được thì tốt rồi, được không? Được. Ờ. Vì bạn đến đây giúp chúng tôi thực ra là 工作也是为了赚钱嘛，住院就没钱了，是吧？住院是有了劳保啊，劳保哦，有保保险，保险呢、啊？对啊，有健保啊，你就没有薪水可以拿，不是吗？对啊，没有，没错吧？对，对啊，我没有说错嘛，对不对？那个如果要住院是要几天才可以的出院呢、啊？可以出院。要看那个呢，要看他的正常是几天呢、啊？正常哦，一般来讲正常就是三天呢、啊。三天出院。哦。Giờ về đừng có ăn cay với ăn ấy nữa, ăn ớt với lại ăn giảm cái cao tay số hả bác hả? Hả? Thế rồi chắc cũng không ra rồi, chứ khởi bị ông khai cao rồi. Hả? 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 Hả?上次他绑过，都不要吃哦，知道哈？啊，知道。那姜蒜辣椒都不要。啊，好，这样就可以了。那你来呀，你脱，你这里要，咦？买，还有。你等一下，他们摸的。六十八，六单。嗯，来。3,000 thôi. 3,000 này. Này. Đúng xem số bao nhiêu. Từ từ đã ra đây thanh toán tính tiền. Phi xe lỉnh nhau rồi. Sao rồi này? 2.4 đây, đợi số bao nhiêu? 36 36
hết bao tiền. Nhìn lên bên kia chưa? Nhìn lên số kia chưa? Số bao nhiêu? Đây đây, 60 đi. 4, 6, 10. Đấy, ngồi ra ngoài ngồi. Biết lĩnh thuốc rồi gì? Biết bao nhiêu lần. Ra hóa đơn đi gì đó. Cái này mới là hóa đơn. Xem cái giấy kia này, giấy hẹn. Giấy. Thì cứ vào đây. Không được, rồi đúng số, sao không đúng số, không sao vào đâu. Vẫn từ trước vẫn nhảy được ấy. Vào được ấy. Không được, không được. Phải đúng số. Đúng số. Răng đen là bởi vì này em ấy hút thuốc nhiều, ăn trầu. À, lúc nãy bác sĩ bảo mày là không được ăn trầu đâu nhé. Không ăn trầu. Không ăn trầu, mày cứ ăn trầu là mày chết. Trầu nó nóng. Thế từ hôm nọ này sang bên này ăn bao nhiêu miếng trầu đấy? Đấy, người ta ăn thì cũng chí xa chí sớn. Mày có biết bọn ăn trầu nó bị hỏng hết răng lợi không? Ở bên này ung thư răng với ung thư lợi, ung thư vòm họng nhiều lắm. Ôi em y tá phát thuốc xinh vãi nồi. Đâu mà xinh? Kia đây. Đấy mà xinh. Xinh thế còn gì đâu. Răng đen. Toàn răng đen. Ê, nhìn nó xinh chưa? Xinh. Thế mà bảo nó không xinh. Quay quay lung tung cả. Đấy, em xinh như này mà. Xinh như này mà không quay à? Hết thuốc chưa? Thôi à? Ờ, sẽ sẽ. Thế một ngày rồi. Đấy nha, một ngày uống hai uống một lần hai viên này, uống một lần hai viên vào buổi tối trước khi đi ngủ này, nhớ nhá. Ok. Hả? Cái bún này. Thank you.